Chỉ cần là cái đây em đồ là em phải dùng cho cái tay của em bác sĩ. Em sẽ quyền lắm công mà. Cái áo anh ạ. Anh ơi. Dạng em bác bé đó. Ủa sao tắt điện rồi? Sao anh tắt điện rồi? Bất điện. Hai con cần một cái gì khác. Quá thử. Hai cái chị. Hai cái anh ha. Một cái. Một cái hả? Một cái. Cái cái sau này nè, nhìn mặt ác giống mày á. Đây. Anh Tuyết, bật lại cái TV ấy.